Xin chào tất cả các bác, các anh em đam mê âm thanh. Hôm nay Tuấn Nguyễn Audio Hà Nội sẽ giới thiệu với các bác một cặp loa hãng của JBL. Dòng loa này thì các bác có thể chơi đa dòng nhạc, kết hợp với cả hát karaoke gia đình. Em xin giới thiệu các bác là cặp loa JBL XE6, dòng này 8 ohm của Mỹ, sản xuất tại Đan Mạch, made in Đan Mạch. Loa sở hữu với cấu hình là một bát 25 cm. Cái bát ở dưới này nó là bát cộng hưởng, bát này nó là bát thật, với chung giấy 12 và tép đôm lụa. Dòng này thì đôi này bên em về thì với tình trạng tuyến loa là còn zin nguyên bản, kể cả gân mút vẫn còn zin luôn các bác nhá. Gân mút đây vẫn còn zin luôn nguyên bản. Đa số các dòng về gân mút là mất và hỏng mủn phải thay, nhưng mà bên em thì tất cả gân mút đều còn zin luôn. Với màng giấy có sóng này nên là tiếng bát và tiếng trung âm nó rất là lộng, chung giấy tiếng dài rất là sáng. Đấy, trước bên này cũng thế. Đấy, các bạn xem. Tất cả là chung. Gần vẫn còn zin. Bát. Gần mút vẫn còn zin luôn. Dưới này là bát cũng hưởng. Đấy. Loa này với chiều cao kích thước là gần 1 mét. Chiều ngang là gần 30. Chiều sâu 30, chiều ngang 30, chiều sâu 30. Rất thích hợp với căn nhà các bác mà chơi phòng khoảng 30m² là đánh ok. 30 và hơn 30m² chút là đánh vẫn ok. Dòng này thì 8 ohm nên là ghép âm ly rất dễ. Hiện tại bên Tuấn đang ghép với cả âm ly Sansui, một dòng âm ly mà tất cả những dòng cây cột Âu Mỹ trong tầm tiền là đánh rất ok. Các bác có thể kết hợp thêm cái vang số hoặc vang cơ là các bác có thể hát được. Tuấn Nguyễn xin báo giá đôi loa Mỹ JBL XE6 với cấu hình là 2 bát 25, một chung, một tép. Bên Tuấn Nguyễn đang bán với giá là 8,7 triệu. Tuấn Nguyễn sẽ quay cận cảnh thành vách. Chung là hàng bãi về thành vách này là tương đối là đẹp. Có một vài chỗ thì sức sát nhỏ nhỏ này thì không đáng kể. Từ dưới chân. Đấy, các bác. Đấy. Đấy, một vài chỗ sức xước này thì không đáng kể. Xước chứ không vỡ, không lở loét. Quay cho các bác bên này, góc cạnh đẹp. Đấy, cái góc này thì bằng cái móng tay nó hơi sứt sứt một tí thì bên em đã xử lý. Đấy. Chung là góc cạnh rất là đẹp. Từ dưới chân luôn. Có một vài chỗ xước xước nhỏ nhỏ này. Hàng bãi thì không thể tránh được. Nói chung là nhìn tổng thể là một đôi loa rất là đẹp. Tất cả gân mút và còn zin cho các bác nhá. Nhiều đôi là dòng này thì đã gân mút đã thay, nhưng mà bên em thì gân mút, đôi này về gân mút vẫn còn zin. Để không mất thời gian chờ lâu các bác thì em xin test tất cả những dòng nhạc mà chất âm của JB thì nó thể hiện từ dòng nhạc nhẹ, nhạc trẻ, rồi nhạc remix thì tất cả đều chơi hết. Các bác có thể kết hợp với gia đình hát nghêu ngao.
đừng nói yêu tôi như đùa vui trên xin test cho các bác bản nhạc không lời chất bát mạnh mạnh mẽ hơn. Ba giải lên đều rất ok luôn, bát rất là sâu lắng. Trung tép rất sáng, giải tép thì lanh xanh lách tách. Thank you.
Để kết thúc chương trình quay video test loa hôm nay thì em xin gửi các bác đến bản nhạc là chất âm là remix mạnh bạo mà JBL các bác có thể là nghe được, có thể hát hò đều ok, hoặc là các bác kết hợp với hát karaoke gia đình là nghe nhạc đa thể loại đều rất là hay. Các bác nhớ đeo tai nghe và thưởng thức nhá. Xin chào tất cả các bác, các anh em, các bác anh em mà quan tâm tới sản phẩm này của Tuấn, hãy alo số điện thoại 0943426668. Số điện thoại này các bác có thể add Zalo và hỏi thêm, bên Tuấn sẽ tư vấn cho các bác. Tuấn xin báo giá lại đôi loa JBL XE6 bát 25, bát thật 25 và một bát cộng hưởng chung 12 và một tép đôn. Tuấn Nguyễn đang bên shop Tuấn Nguyễn đang bán với giá là 8,7 triệu. Tình trạng loa nguyên bản, từ gân zin tất cả luôn, từ gân còn zin luôn. Các bác quan tâm thì alo rồi cho Tuấn. Các bác đi qua nhớ đăng ký kênh để cập nhật những bản test mới nhất về những cặp loa Âu Mỹ. Xin chào tất cả các bác, các anh em. Hẹn các bác và anh em vào những video clip sau. Xin chào tất cả các bác, các anh em.